Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu bạn một cái dự án mới. Mình sẽ đào cái đồng quay sàn là đồng CFI của nền tảng sàn giao dịch là Cyber Finance. Và thông thường thì những cái dự án mà cho airdrop đào quay sàn này các bạn nên tham gia nhé. Vì những cái kèo mình đào quay sàn thì rất là tiềm năng và giá trị, và cái độ thành công nó sẽ là cao hơn so với cái dự án khác. Và ngoài ra thì dự án này mình sẽ mining ngay ở trên ứng dụng mạng xã hội là Telegram, nên là mình cũng không cần là phải cài thêm app nữa, và cũng không phải như những cái dự án khác mà mình đào quay mà mình phải là xem quảng cáo. Thì đây là cái trang website chính của nền tảng sàn giao dịch là Cyber Finance. Thứ nhất thì họ giới thiệu là một cái nền tảng sàn ấy dễ sử dụng và giao dịch an toàn trên Blast 2 và cho phép giao dịch BTC, ETH. Ở đây là cái biểu đồ giới thiệu demo về cái sàn nhé. Thì sau này mình sẽ giao dịch cái nền tảng của dự án ấy. Trông nó y là cái mà hình ảnh demo các bạn đang nhìn thấy ở đây. Và cái mà họ đang cạnh tranh ấy là cái phí gas, thì tận hưởng là nhiều giao dịch hơn với chi phí thấp hơn nhờ có cơ cấu phí hấp dẫn của chúng tôi. Ngoài ra thì là đây là cái bản demo tóm tắt về cái đối thủ mà cạnh tranh phí gas của dự án ấy. Thì như là ở những cái mục như là copy trading hay là giao dịch support hay là mình nạp rút thì dự án sẽ có một cái tích là cái phí gas sẽ rẻ hơn so với một số cái nền tảng sàn khác. Còn bên dưới là cái lộ trình join map ấy, thì đối với tháng 1 năm 2024 thì đã hoàn thành cái mạng là thử nghiệm, và tháng 2 năm 2024 thì ra mắt mạng chính thì đã hoàn thành, nhưng mà dự án ghi là đã hoàn thành nhưng thật chất là vẫn chưa xong nhé. Và quý 1 năm 2024 thì là ra mắt cái giai đoạn 3 đang tiến hành cái phân cấp, và quý 2 năm 2024 ấy thì ra mắt cái giai đoạn là V2. Và trên cái trang website chính dự án thì là thứ nhất để tổng hợp về những cái kênh mạng xã hội dự án, và thứ hai nữa thì họ đã đăng ký bản quyền nhé. Đây thì họ đã đăng ký bản quyền là tài chính vào năm 2024. Còn đây là cái trang Twitter dự án Cyber Finance. Thì theo cái giới thiệu về tiểu sử thì tài chính mạng là sàn giao dịch vĩnh viễn, phi tập trung đầu tiên và đáng tin cậy nhất trên Blast 2. Và hiện nay cái trang này cũng đang có là 61.922 người đang theo dõi dự án. Và ngoài ra thì dự án có rất nhiều cái bài đăng tải đây về cái cách mình tham gia, mình khai thác. Giới thiệu hệ thống token farming CFI hoàn toàn mới. Vào nhấn Start Farming, việc canh tác bắt đầu ngay lập tức. Khi trứng nứt, hãy nhận token của bạn. Nói lời tạm biệt với bot và xin chào phần thưởng công bằng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn về cách mình đăng ký nhé. Thì cái đường link mà đăng ký mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Các bạn bấm đấy thì đưa mình sang cái ứng dụng mạng xã hội là Telegram như thế này. Thì khi các bạn bấm đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nút là Start, các bạn gõ nút là Start thì sẽ hiện lên một cái bảng thông báo như này. Giới thiệu một số về cái tính năng mà mình đào khai thác đồng token là CFI. Các bạn kéo bên dưới, các bạn sẽ nhìn thấy chữ là Start Earning CFI. Thì các bạn bấm vào đây. Như vậy dự án này họ khai thác bằng cái cách là mình sẽ bấm vào nút là Start ấy, khi các bạn click vào đấy. Và nó sẽ khai thác bằng việc là mình sẽ up cái quả trứng này cho đến thời gian nó sẽ lở nhé. Thì thứ nhất cái thời gian ban đầu các bạn đăng ký thì mặc định theo cái khung giờ mà chạy bên dưới này. Khi mà nó hết cái thời gian này thì bắt đầu ấy quả trứng này sẽ nở, thì mình bấm đây, mình sẽ claim. Thì sau khi bạn bấm đấy nó sẽ trả cái token CFI lên cái số dư bên trên. Và ngoài ra nữa thì cũng giống như là những dự án khác mà mình khai thác ở trên Telegram, ở cái mục là bot này là cái mục mà mình nâng cấp để mà nâng cấp được cái thời gian hàm lượng cái quả trứng nó nở nó lâu hơn đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên dưới này là cái khung thời gian mình nâng cấp thì phải tốn là 50 cái đồng coin là CFI. Khi mình đào 50 đồng thì mình sẽ nâng cấp. Và bên dưới là cái tốc độ mà trứng nó nở được nhiều hơn ấy, nó ra cái sản lượng nhiều hơn. Thì khi các bạn nâng cấp đây mình sẽ cần phải là tiêu thụ hết là 75 cái đồng CFI để mà nâng cấp cái tốc độ mình khai thác. Và ngoài ra đấy cái đường link đi giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ bấm vào chỗ là invite này. Nó sẽ hiện chữ là đây, các bạn bấm vào đây tiếp, mình copy cái liên kết. Và ngoài ra trên này thống kê về cái bảng xếp hạng top những cái người mà đang khai thác nhiều cái đồng token nhiều nhất ở trong bảng xếp hạng. Và như vậy thì đây cũng là một cái kèo của mình đào quay sàn, thì những dự án mình đào quay sàn thì các bạn không nên bỏ qua. Và trong lúc còn mới thì cái cơ hội mình đào còn được nhiều và cái tốc độ mình đào còn được là cao, thì các bạn tranh thủ mình đăng ký, mình khai thác. Và sau này có những cái thông tin mới của là dự án thì mình sẽ ra video mình cập nhật cho các bạn biết được. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video hướng dẫn, mình cũng xin là dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.